Sáng 11 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá ngành công thương, chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, thị trường bán lẻ trên địa bàn thành phố có khởi sắc hơn năm trước, tình hình trật tự kinh doanh cơ bản được chấn chỉnh, dần đi vào trật tự nề nếp. Thành phố thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về văn minh thương mại nhằm nâng cao nhận thức của người kinh doanh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đào tạo nghề và các hoạt động khuyến khích phát triển sản phẩm theo hướng xanh, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng luôn được thành phố quan tâm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp năm 2023 của thành phố Hội An theo giá hiện hành đạt 715,4 tỷ đồng, tăng 9,66% so với cùng kỳ và đạt 111% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành thương mại đạt 1.444 tỷ đồng, tăng 7,37% so với cùng kỳ và đạt 102,55% so với kế hoạch. Cũng trong năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốt, trong đó có 4 sản phẩm được phân hạng ô cốt 3 sao và 3 sản phẩm được đánh giá phân hạng công nhận lại hạng ô cốt 3 sao. Ủy ban dân tỉnh công nhận 9 sản phẩm tại Hội An là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Quảng Nam. Ủy ban nhân dân thành phố công nhận 14 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ ngành công thương năm 2023.